luôn Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với cái channel channel trải nghiệm TV của em em là thánh review đây và cũng uh, lâu rồi cũng mấy hôm rồi đó mọi người không có lên sống mà để nói nhảm cho mọi người nghe được và hôm nay em sẽ chuẩn bị là các kiểu để uh, tranh thủ review một cái game cho các bạn uh, biết thêm một cái mô cái, cái game mô cái game mô và để tiếp tục chương trình thì em xin chúc tất cả mọi người một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều thành công trong công việc, luôn hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và video clip của em review, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cùng với những bạn nào chưa biết, những bạn nào đã biết hoặc những anh bờ gô gôi thì follow cho qua hoặc là comment để lại ý kiến để em làm những cái video được tốt hơn. Em xin cảm ơn Và trong khi video clip phát sóng và làm ra Nếu có gì sai sót thì xin những lời comment góp ý nè Rồi chia sẻ để em làm những video được tốt hơn Được ngon lành hơn Và nhìn thẳng vào cái màn hình đập vô mặt của em Và xuyên qua đôi mắt của các vị khán giả đang xem Thì cái màn hình giao diện đó là cái mù Đi view mù Đi view mu này thì nó ra cũng mới đây thôi Chứ cũng không có xa xôi và lâu quá Đây là một cái con mu Sao nói cái lóc lại vậy Đây là một cái con game mu Nền tảng của Bà bóng ổ lộng của BBC BC của BC và được phát hành trên mobile để cho những anh em trở về với cái túi thơ kịch liệt và mạnh mẽ hơn không nói sâu và nói xa nữa mà đi thẳng vào vấn đề luôn và mình sẽ vào cái giao diện để cho các bạn thấy đó là như thế nào cái này là nó bà con với mu lốc thôi nó chỉ bà con với mu lốc anh em với cái mu a quay và đứa con ruột của mu ít ít sáu ngày xưa các bạn thấy không khi vào một chọn những cái máy chủ thì đặt vào mắt của các bạn là những cái màn ảnh là một trăm phần trăm của bê của con đi view mu này các bạn xem nó rất là lung linh lộng lẫy luôn và mình sẽ ghi view ngắn gọn và chung chung với nhau còn những bạn nào mà có ý định qua đây chơi thì cùng nhau chia sẻ cùng nhau uh, uh, thảo luận về cái con mu này nhé và đi vào vấn đề thôi mình sẽ vào chọn những cái máy chủ và hai cái uh, whip hai cái dòng màu vàng đó thì các bạn sẽ vào là không BK còn những cái dòng khác là sẽ vào BK nhé mình sẽ vào cái bếp 2 để uh, review cho các bạn xem trong đây có nồi niêu son chảo gì thì bước vào cái giao diện của nhân vật thì các bạn luôn thấy được là cái giao diện này 100 phần trăm của mu SS6 HX6 và SS69 của mu Hà Nội và mu FBC của FPT chứ là đúng chuẩn và đúng chất mu của ngày xưa luôn em của ngày xưa không phải em của ngày hôm nay nó giàu giống được từ xưa với này, này là già chát cái sao giống và các bạn thấy cái màn hình như gì là cái nền tảng mobile của mình là chưa có luôn nhưng mà cái ông mu này ông hiểu và biết được là nỗi khổ của các game thủ không ôm cái PC trực tiếp hoài không có cái laptop xuyên suốt hoài chỉ ôm cái con dế của mình thôi ôm những chiếc dép lào của mình thì người ta đã áp dụng cho các bạn lên thẳng cái chiếc dép lào của các bạn đang xài và đang sử dụng thì như thế nào mình sẽ vào đây luôn nhấp hai cái vào nhân vật <laughs> mình sẽ đi thẳng vào trong vấn đề đó các bạn thấy không một cái hình rất là lung linh lộng lẫy một trăm phần trăm là của nền tảng bc nha các bạn một trăm phần trăm luôn nói cho quá luôn là 101 phần trăm luôn chứ không còn một trăm phần trăm nữa thì các bạn vào đây thì cũng tương tự như những cái con mu khác thôi mu nào cũng như cái mu nào thôi nó y chang như nhau thì các bạn chịu khó tìm hiểu tìm tòi thì các bạn sẽ biết chơi đây là mình sẽ review chung chung cho các bạn xem và tham khảo một con mu này nó có đáng chơi hay không Mình thì cũng vừa chơi thôi Và cũng nhân tiện cảm ơn cái ông Linh xe ôm Đậu xanh ông chạy xe ôm ông tin Linh đã ông tin Linh xe ôm Đã giới thiệu mình cái con con mu này Để cho mình tìm, tìm tới cái mu này cho nó phê Chơi, chơi cái game mu này cho nó phê và nếu bạn nào có chơi mua away rồi thì sẽ biết rồi sẽ được cái kết cấu cái này là nó tương đương với cái mua away nhưng mà nó lại khác là không có cha in đi kiếm bot và không có ghi xét master mình chỉ là ghi xét nâng cấp lên hoài thôi cái số lần ghi xét của mình thì khá là ít để mình bấm vô cho các bạn xem mình chỉ ghi xét chỉ có 21 lần thôi thì cái lượng mua in của mình thì cũng khá khá rồi cũng đủ giết quái rồi và cái này là y chang 100% như BC mình xin nhắc lại một lần nữa và khi các bạn vào đây nếu chơi cái nhân vật giống mình thì lại thẳng cái vị phù thủy đẹp trai này nói các bạn thấy không những cái món đồ bán y chang BC chứ không phải là như mobile nha thì các bạn sẽ thấy mới đầu thì người ta sẽ hỗ trợ cho các bạn một cái set là cộng 13 phần trăm lúc đàng hoàng nhưng mà set lõm set lõm nhưng rất là đẹp nha mọi người cộng 13 luôn nó các bạn chỉ mua bằng gen thôi người ta hỗ trợ một trăm phần trăm gen cho các bạn chứ không phải là mới vào là các bạn phải nạp tiền mới có hay là cái gì văn dân may may các kiểu mà các bạn chỉ nạp gen thôi như y gan cái um, nó tương tự như mua bên mua awa là các bạn vào các bạn chỉ gõ cái dòng lệnh gen thì nó sẽ ra như ví dụ như gì mình sẽ gõ cho các bạn xem nếu như vậy thì các bạn chỉ cần bấm một sẹt nè một sẹt là một gạch chéo và cái chữ gen ở sau thì bấm 10 số 9 cho mình cứ việc bấm mát 10 số 9 cho mình là nó sẽ tương ứng cho các bạn đầy đủ hết là các bạn sẽ đầy đủ và có rất là nhiều gen trong cái túi đồ của mình mình sẽ vào cái thùng đồ cá nhân là mình sẽ lên lại 2 tỷ hồi nãy là mình không có đủ 2 tỷ nhưng bây giờ mình đã lên được 2 tỷ khá là phê khá là quýp luôn thì không có nói gì mà lòng vòng thì mình sẽ review cho các bạn lại những cái chỗ mà bán đồ thì đó là bán đồ chung của con đất quay và cái con MG Magis đó là quyền thoại hai con và lại đây bắt thợ gian không có trốn dịch Covid nữa mà bác đang mệt mày để uh, làm những cái vũ khí rất là đẹp cho những bạn nào fan của đất kim nó các bạn nhìn vào đây thôi chỉ bấy nhiêu thôi là các bạn đã mê hồn mê hồn với cái uh, cái game này à, cái cái game mu này. Mình chỉ cần đẹp thôi mọi người chứ chưa cần khỏe Tại vì muốn khỏe game này nói chung nói thẳng và nói thiệt nếu mít lòng thì chịu. Game này là game đầu tư. Nếu các bạn cài cũng được nhưng mà cài rất là cực các bạn cài là đời uh, Vboy. boy đời Vboy bên đây là chữ um, chữ D, chữ V, chữ B còn bên đây là chữ D con con là cái từ phổ thông của mình chơi bên game lót đó mọi người là đây con nó sẽ mắc hơn và các bạn nếu mà các bạn cài thì mỗi một lần ghi xét là người ta sẽ cho các bạn là 250 điểm là dv boy bên đây là hình màu trắng cái hình nút bạc bên đây còn hình màu vàng bên đây là các bạn phải nạp tiền phải đầu tư thì nó cũng có uh, admin nạp cho các bạn trực tiếp chứ không có mua được nha các bạn không có mua được như uh, cạc hay này các kiểu mà nạp qua admin thì um, trong đây các bạn tìm sẽ thấy và mình sẽ đẩy lên đẩy lên cho các bạn vào các bạn tham khảo và các bạn chơi nếu bạn nào có ý định vào chơi thì thử một lần để biết và nếu mà làm nhiệm vụ thì cũng y gan những cái nhiệm vụ khác thôi y gan những cái game mua khác là ủa sao y, y được nó y những cái game mua trên pc chứ không phải là y cái game mua ở trên mobile là mình vào đây và cái cửa hàng mình mua nè giọt nước mắt nè rồi dương uh, miệng búa sách rồi uh, cũng mắt gì đó cứ mua hết đi bằng gen mà đâu có tốn gì đâu mọi người cứ việc mua hết rồi các bạn biến và David lại cô bé thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ trong đó và trong khi làm nhiệm vụ xong thì các bạn lại cái ông bolit công ca lon á, công ca lon làm tiếp nhiệm vụ mà cái đó thì mình chưa làm, tại kiếm nhẫn phù thủy mà kiếm mình kiếm được hai chiếc nhẫn mà mình uh, lậm không kịp và mình đánh rơi một chiếc nên uh, mình chỉ còn một chiếc nhẫn phù thủy, đây một chiếc nhẫn uh, quan dinh, chiếc nhẫn quan dinh mình uh, sẽ đóng lại và uh, tiếp tục uh, thì uh, mình sẽ review cho các bạn xem cái uh, lượng mà cái, cái, lượng gì ta cái cái xì kêu nó đẹp mà mê hồn như cái thế nào nha thì trong đây thì xì kêu thì nó có rất là nhiều các bạn học xì kêu muốn học xì kêu nào cũng được thích xì kêu nào thì làm xì kêu nấy tùy ý huynh và đặc biệt đó là cái này các bạn muốn cấm auto tự farm quái thì phải đợi lên tới level 90 thì mình sẽ ra đây mình sẽ chạy in thử cho các bạn xem cái game này nó đông cứng ngắt luôn nha mọi người chứ không phải ít như ở bên mà mua bên mua gì ta bên mua lốc của mình mà những bãi lưa thưa lưu riêu nha các bạn nó đông giả mang lắm nhiều rất là nhiều mình các bạn chỉ trên được 50 thôi các bạn vào xem cái bảng chữ cái của mình mà trên được 50 mươi liver là các bạn có thể biến lên cái cái này của mình là 44 mình sẽ farm 50 mình sẽ lên agana trên đó là sẽ nhiều quái hơn những cái bãi quýt trên đó rất là nhiều quái các bạn thấy không đắt kim trên đây người ta mới tầm gì sách có nhiều thôi mà người ta quay đã ga bụi rồi là những cái xì kêu này nó là một trăm phần trăm trên là bc chứ không phải mobile mình mà quánh ga bụi được như gì đâu hay không đắt kia nó quơ thì thôi nhé luôn phiên bản này thì mình thấy và biết là cái con mg và con đắt lót là hai con đó người ta chuộng nhiều nhất mg và đắt lót nha mọi người mình bấm nhầm mình sẽ vào đây Agana và mình sẽ chạy thẳng lên Agana 8 nó phân ra cho mình nhiều loại Agana Agana mấy Agana mấy thì các bạn lên đây rồi uh, cho in những cái bãi whip những cái bãi này là những cái bãi thằng thánh đã cho các bạn farm uh, quái một cách cực kỳ là nhanh lên liver thì vào đây các bạn sẽ uh, cho in rất là nhanh rất là nhanh luôn có một bạn rủ mình bt bạn này bạn tên gì đây bạn quy kim chào bạn quy kim nha mình um, hôm nay rất là vui gặp bạn trên một cái con mu đi will thì chào bạn luôn trong cái video clip chứ không có nhắn tin trực tiếp được tại vì mình đang quay clip nha thì những cái bài web này luôn thu hút những người những người chơi những người chơi đặng người ta vào đây người ta tranh cái lượt ghi reset của mình các bạn vào đăng ký á, thì trong vòng 7 ngày nếu các bạn xác nhận email là các bạn sẽ được là VIP trong vòng 7 ngày 300 trăm lever là các bạn có thể ghi reset 300 vào là các bạn có thể ghi xét nha Kỳ xét của nay là nó không có cầu kỳ Phải thoát ra rồi chọn nhân vật Rồi vào ghi xét Mà các bạn chỉ cần gõ một cái lệnh Một xẹt Đây mình sẽ gõ một cái lệnh cho các bạn xem Như gì đây Hay các bạn chỉ cần bấm ghi xét Cái gì Cái gì Một xét Nè Ghi xét ghi xét nha chứ không phải là xét kia nha các bạn cứ bấm vậy thôi rồi bấm dấu tích ok là nó sẽ ra xong nó nó sẽ ra mà mình chưa có đủ 300 level nên không có ghi xét được mình sẽ bật cái auto tự đánh lên cho các bạn xem là cái auto tự đánh của mình lên là nó sẽ tự bút mana nè rồi nó sẽ tự đánh quái là các bạn dùng hai tay có thể là uống trà sữa ăn mì cay và các kiểu và mình review sơ sơ và xương xương cho các bạn xem như vậy đợi tới cái liver 300 mình sẽ làm một cái reset nhanh cho các bạn xem là đó nó được liver 300 rồi nó rất là nhanh nha mọi người nó được liver 300 và đặc biệt mình cộng điểm trước khi mình ghi xét nó sẽ không mắc 20 hai 200 điểm của mình nếu mà các bạn uh, gấp gì xét rồi các bạn mới cộng điểm là các bạn sẽ mắc 200 điểm còn cái này mình sẽ uh, mình sẽ ghi xét ủa lộn mình sẽ cộng điểm mình sẽ cộng điểm hay uh, cộng điểm y gan bên mua away thôi nếu mà cộng sức mạnh đó, thì là ép ép đầu nếu mà cộng bên nhanh nhẹn uh, anh ghi đó, thì chữ a đầu còn bên vít đó thì là chữ uh, chữ v còn uh, n ne thì chữ e thì bây giờ mình sẽ cộng vào chữ a cộng vào nhanh nhẹn là mười một sáu trăm sáu đây mình sẽ tích vô cái là nó sẽ chạy hết vào đây và mình đã đủ 300 uh, liver mình sẽ reset luôn cho các bạn không cần thoát ra để chọn nhân vật các kiểu mà các bạn chỉ gõ vào cái lệnh là ghi xét ghi xét như vậy bấm ok là các bạn sẽ biến về thành biến về thành mình bật cái bảng lên cho các bạn coi hôm nãy là mình 21 mà bây giờ mình lên là 22 như vậy là nó rất là nhanh chứ không cần phải thoát ra thoát vô các bạn cứ việc ghi xét chạy, um, chạy đi farm quái ghi xét chạy đi farm quái thì các bạn sẽ tích cái này mình chỉ nói sơ thôi chứ không có nói dài dòng tại vì mình tìm hiểu chưa kỹ mình sẽ tích những cái dòng là dv bên đây đi uh, DVBall bên này để um, đổi được cái đây con mà rất là nhiều lần hình như là 10k mà đổi được có 10 để con á nên các bạn phải chăm cài vô nếu mà cài thì các bạn cũng sẽ thành top được nhưng mà rất là chậm và các bạn về thành về thành rồi các bạn sẽ mở được cái kho đồ mua đồ riêng của mình chứ không phải mà mua như ở trên mua um, lóc kia và cái video này nó cũng hơi dài ha mình cũng uh, xin uh, kết thúc tại đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nếu những bạn nào mà có ý định chơi thì cùng nhau chia sẻ ha cùng nhau ý kiến với nhau để mình thảo luận và chơi cái con 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 mu này chơi cái con game mu chất đậu xanh thì máy um, bay xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau